bầu không khí thuốc súng và sự bất ổn vẫn đang diễn ra ở nhiều nơi trên thế giới. Những thương vong do vòng xoáy bạo lực dường như chưa có dấu hiệu dừng lại. Có quốc gia hàng chục năm trước vốn bình yên, thịnh vượng, nhưng chỉ sau cơn sóng mang danh phong trào dân chủ quét qua, những gì còn lại là sự đổ nát và xâu xé quyền lực giữa các đảng phái, sắc tộc. Những tổ chức lâu nay luôn coi mình là đại diện cho tiếng nói về quyền tự do của con người như Nhà Tự Do, Freedom House, Theo Dõi Nhân Quyền, Human Rights Watch và nhiều cơ quan truyền thông khác từng cổ suý cho các phong trào dân chủ thì nay đứng nhìn hoặc cố tình làm ngơ. Thưa tiến sĩ Cao Đức Thái, ông có thể phân tích tại sao những cái tổ chức này lại ngoảnh mặt đi như vậy? Phải chăng họ là công cụ của các thế lực chống phá? Hiện nay đó, có rất nhiều các cái khu vực mà ở đó là diễn ra những cái xung đột bạo lực. Mà bản chất của những cái cuộc xung đột bạo lực này đấy, chính là một bên là các cái chính phủ. Và bên thứ hai đấy, đấy là những cái lực lượng nổi dậy, các cái tổ chức và gọi là xã hội dân sự. Những cái tổ chức xã hội dân sự này đó thì thường là cái công cụ của các cái thế lực mà ngoại bang chúng kích động để mà lật đổ các cái chế độ hiện hữu. Thực chất của những cái cuộc xung đột ở đây là như vậy, chứ cũng không phải vì dân chủ và nhân quyền. Dân chủ và nhân quyền chẳng qua chỉ là khẩu hiệu, chỉ là cái cớ để các cái lực lượng nổi dậy này và những cái lực lượng mà do các cái thế lực bên ngoài đang thao túng gây ra mà thôi. Human Rights Watch, rồi là Freedom House thì đều là những công cụ cho những cái lực lượng cực hữu. Họ lấy cái mục tiêu kích động bạo lực là chính, chứ không phải là giải quyết những cái xung đột bạo lực ở đây. Hậu quả rõ nhất phải kể đến là làn sóng gieo dân chủ tràn qua vùng Bắc Phi, Trung Đông. Trong số đó có các nước như Iraq, Libya, Syria. Kể từ khi chính quyền của Tổng thống Saddam Hussein bị lật đổ vào năm 2003, cho đến nay, đất nước Iraq chưa bao giờ có được sự ổn định. Sự bất ổn triền miên diễn ra trong cả đời sống xã hội lẫn đời sống chính trị. Đầu tháng 10 năm 2019, làn sóng biểu tình chống chính phủ đã diễn ra ở nhiều nơi trên đất nước Iraq, cả thủ đô Baghdad, rồi nhanh chóng biến thành bạo động. Đụng độ giữa an ninh và quân đội với người biểu tình Iraq đã xảy ra, gây thương vong lớn. Ngày 8 tháng 10, Thủ tướng Iraq Adi Abdul Mahdi đã tuyên bố nước này dành 3 ngày để tang những người thiệt mạng trong các cuộc tuần hành bạo lực, gồm cả người biểu tình và lực lượng an ninh. Vậy câu hỏi đặt ra là tại sao cái công cuộc mang danh xóa độc tài, gieo dân chủ mà kết quả của nó lại vận hành theo những nguyên tắc phản dân chủ và bi thương như vậy? Mục đích đối với họ đấy thì cũng không phải đem lại dân chủ, tự do và cơm no áo ấm cho nhân dân. Đấy chẳng qua chỉ là cái khẩu hiệu của họ để họ tập hợp các cái lực lượng cần thiết để mà chống phá, để mà đánh bại những cái lực lượng khác mà thôi. Cho nên là các cái thế lực bên ngoài họ là đổ dầu vào lửa, tạo thêm ra các cái xung đột. Tình hình ở Trung Đông và Bắc Phi đó nó phức tạp hơn ở các cái khu vực khác, bởi vì ở đây có rất là nhiều là dân tộc, chủng tộc và có rất là nhiều tôn giáo. Những cái cuộc bạo lực diễn ra ở đây đấy nhiều khi được tổ chức rất là nhanh chóng vì một cái cớ có thể là rất là bình thường, nhưng mà đã được phát tán, đã được nhân lên qua cái mạng internet và mạng xã hội. Nhìn ra thế giới để thấy rõ hơn giá trị hòa bình, độc lập, tự do ở Việt Nam, vẫn phải nhắc lại rằng quyền con người ở Việt Nam chỉ có được khi mà Đảng Cộng sản lãnh đạo toàn dân tộc Việt Nam đứng lên đánh đổ các chế độ áp bức, xâm lược của ngoại bang. Quyền con người lần đầu tiên có được ở Việt Nam ấy, là sau cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945. Về tư tưởng chính trị đấy, nó đã được thể hiện một cách rất là mạnh mẽ ở trong bản tuyên ngôn độc lập Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thứ hai nữa
là nó cũng được khẳng định một cách mạnh mẽ trong hiến pháp năm 1946, tức là hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Như vậy là trong cái bản hiến pháp này, tất cả các cái quyền công dân, hồi đó chưa có khái niệm quyền con người, nhưng đã bao quát cả quyền con người về dân sự, tức là quyền bầu cử, ứng cử. Đấy. Rồi là cái quyền nhân thân, là không ai được xâm phạm đến thân thể của mình. Rồi đến các cái quyền về kinh tế, xã hội, ví dụ như là về các cái quyền về tài sản, tức là không ai được xâm phạm đến tiền bạc của cải, tài sản của bất cứ một cái người dân nào. Tổng quát ấy, thì tất cả các cái quyền con người từ sau khi cách mạng thành công cho đến hiện nay là đã được tôn trọng, bảo đảm, tức là thực hiện một cách đầy đủ theo những cái khả năng, những cái điều kiện của sự phát triển kinh tế xã hội. Xuất phát điểm từ một nền kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp lúa nước lạc hậu, đất nước lại bị chiến tranh tàn phá suốt mấy chục năm, nhờ giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, đến nay Việt Nam đã trở thành một nước có mức thu nhập trung bình của thế giới. Riêng năm 2019, GDP tăng khoảng hơn 7%, quy mô kinh tế mở rộng đạt khoảng 266,5 tỷ USD, bình quân đầu người đạt 2.786 USD, tăng 196 USD so với năm 2018, thuộc nhóm cao của khu vực và trên thế giới. Trong đó, gần 40% người dân tộc thiểu số dịch chuyển lên nhóm có điều kiện kinh tế cao hơn. Bất bình đẳng theo thước đo hệ số về tiêu dùng ở mức tương đối thấp trong khu vực ASEAN. 63 tỉnh, thành phố đạt phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi và phổ cập giáo dục tiểu học. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 83%. Về bình đẳng giới, tỷ lệ nữ làm chủ doanh nghiệp, chủ cơ sở kinh doanh trên 27,8%. Tỷ lệ phụ nữ tham gia vào Quốc hội nhiệm kỳ 2016-2021 đạt 26,71%. Thưa tiến sĩ Cao Đức Thái, ông có thể phân tích thêm về thành tựu bảo đảm quyền con người trong giai đoạn hiện nay ạ? Cái nâng cao về quyền con người chính là bảo đảm những cái điều kiện để cho người dân có thể hưởng thụ cái quyền con người. Chẳng hạn như là tự do ngôn luận thì chúng ta đã nói rất nhiều rồi. Nhưng bây giờ có cái môi trường Internet, mạng xã hội, có các thiết bị điện tử thì chúng ta đã bảo đảm cho cái quyền tự do ngôn luận này có những cái điều kiện, có những cái cơ sở vật chất và kỹ thuật để người dân có thể thể hiện được những cái quyền đó. Hiện nay đấy, giá cả điện thoại, Internet và truy cập ở Việt Nam đấy, theo nhiều người nước ngoài nói rằng là ở Việt Nam là rẻ hơn rất nhiều nữa. Đây là cái điều kiện cho người dân để hưởng thụ cái quyền tự do ngôn luận thông qua các cái dịch vụ Internet, mạng xã hội. Việc bảo đảm các quyền dân sự, chính trị đạt nhiều thành tựu nổi bật. Trong đó có quyền lập hội đã được quy định trong Hiến pháp 2013, Bộ luật Hình sự 2015 và một số văn bản quy phạm pháp luật khác. Đến nay, Việt Nam có hàng chục nghìn hội, trong đó có các tổ chức, hiệp hội của thanh niên, phụ nữ, công nhân, nông dân, người cao tuổi, người khuyết tật, các hội từ thiện, các tổ chức khoa học, nghề nghiệp, các tổ chức phi chính phủ. Quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận được đảm bảo. Việt Nam là quốc gia có lượng người dùng Internet cao thứ 12 trên toàn thế giới và đứng thứ 6 trong tổng số 35 quốc gia, vùng lãnh thổ khu vực châu Á. Đời sống tín ngưỡng, tôn giáo ngày càng phát triển phong phú với hơn 95% dân số có đời sống tín ngưỡng, tôn giáo. Hiện có 42 tổ chức thuộc 15 tôn giáo được công nhận tư cách pháp nhân, 60 cơ sở đào tạo tôn giáo thuộc Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Hòa hảo. Thành tựu về thực hiện quyền con người của Việt Nam như đã nói ở trên đây là rất đáng ghi nhận. Thế nhưng, một số phần tử phản động trong nước được sự tiếp sức của các thế lực chống phá nước ngoài vẫn lên tiếng, phủ nhận và giáo diết thực hiện mưu đồ của cái gọi là công cuộc gieo dân chủ, xóa độc tài để chống phá nhà nước Việt Nam. Ông có thể lý giải nguyên nhân của sự chống phá này là gì ạ? Nguyên nhân của các thế lực thù địch ấy, lợi dụng vấn đề dân chủ và nhân quyền để chống phá cái xã hội của chúng ta đấy là chúng muốn hạ thấp cái vai trò lãnh đạo cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ đó họ làm suy yếu
cái chế độ chính trị của chúng ta. Họ tạo cớ cho các cái lực lượng và chống phá, phản động trong và ngoài nước ấy, câu kết với nhau để mà lật đổ cái chế độ chúng ta, thay cái chế độ xã hội chúng ta bằng những cái chế độ xã hội mà do phương Tây nó lèo lái theo cái mô hình dân chủ và nhân quyền ở phương Tây. Để thực hiện mưu đồ chuyển hóa chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, các thế lực thù địch sử dụng nhiều phương thức và thủ đoạn khác nhau, nhưng chủ yếu vẫn là kích động, tạo làn sóng chống đối, núp dưới chiêu bài dân chủ nhân quyền, mà xã hội dân sự được sử dụng như một công cụ quan trọng. Đầu tiên, chúng lợi dụng quy định của Hiến pháp, các công ước quốc tế về quyền con người để đăng tải bài viết, cổ vũ, thành lập các hội, nhóm có quan điểm đối lập nhằm tạo ra sự đa nguyên chính kiến trong phản biện chính sách, phản biện xã hội. Chiêu này rất độc, bởi đây chính là bước manh nha để hình thành các đảng phái chính trị, làm lực lượng đối trọng, đối lập với Đảng và Nhà nước Việt Nam. Những tổ chức cá nhân càng ra sức hô hào đề cao các giá trị tự do, dân chủ, nhân quyền theo phương Tây thì càng được các thế lực thù địch tung hô, tô vẽ cũng như cung cấp tài chính. Vậy nên mới có chuyện cứ mỗi lần pháp luật Việt Nam xử lý những phần tử chống phá nhà nước thì một số tổ chức kiểu như Theo dõi nhân quyền, Phóng viên không biên giới, Nhà tự do, Ân xá quốc tế với sự phụ họa của các hãng truyền thông BBC, VOA, RFA lại lưu loa rằng Việt Nam xâm phạm các quyền dân sự và chính trị cơ bản. Các cái thế lực thù địch ở nước ngoài cũng như là ở trong nước đấy mà lên tiếng bảo vệ các nhóm hoặc là cá nhân mà vi phạm pháp luật đấy, nhất là trên cái lĩnh vực là lợi dụng vấn đề dân chủ và dân quyền, là cái điều mà dễ hiểu. Bởi vì những cái kẻ bị nhà nước chúng ta đấy xử lý đấy, thì chính là họ là cái ngọn cờ để mà tập hợp những cái lực lượng mà chống phá xã hội, sử dụng các cái trang web rồi là những cái tài khoản khác nữa để mà phát tán những cái tư tưởng dân chủ nhân quyền của phương Tây. Những cái tư tưởng này là đi ngược lại những cái quy định của pháp luật ở Việt Nam. Cho nên rằng là họ bảo vệ cái việc này chính là họ bảo vệ những cái lực lượng chống phá cái chế độ xã hội của chúng ta. Nhân đây, không thể không đề cập đến cái gọi là giải thưởng về nhân quyền mà một số tổ chức nước ngoài trao cho một số cá nhân là người Việt Nam, như giải thưởng Helman Hamet của tổ chức theo dõi nhân quyền, giải thưởng Stephanus của Hiệp hội Quốc tế Nhân quyền tại Đức, giải thưởng Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam, v.v. Bên cạnh đó, một số giải khác như Công dân mạng của Tổ chức Phóng viên Không biên giới, giải Phụ nữ can đảm nhất thế giới của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Điểm chung của tất cả những đối tượng được trao giải là đang chịu án tù hoặc đã nhiều lần thực hiện hành vi tuyên truyền, lôi kéo, tập hợp lực lượng cho tổ chức khủng bố Việt Tân và một số tổ chức phản động khác để chống phá nhà nước Việt Nam. Cũng giống như các quốc gia trên thế giới, bảo đảm quyền con người không thể phó mặc để những người chống đối chính quyền đi ngược lại hiến pháp, pháp luật của quốc gia đó. Cho nên, việc một số tổ chức nước ngoài bày đặt ra cái gọi là giải thưởng về nhân quyền để tô vẽ cho các đối tượng này trở thành những nhà báo tự do, nhà hoạt động dân chủ, tù nhân lương tâm, vân vân, thực chất là họ đang thực hiện hành vi tiếp sức cho những con rối tiến hành hoạt động chống phá nhằm gây bất ổn chính trị ở Việt Nam.